Đó là một buổi tối ngày 24 tháng 11 trên sân vận động 974 của Doha, Qatar. Hơn 42.662 cổ động viên dự khán trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên ở bảng H. Một sân vận động có sức chứa được xem là khá khiêm tốn trên tổng 8 sân vận động được tổ chức tại kỳ World Cup Qatar 2022. Tuy nhiên, sức nóng mà siêu sao Cristiano Ronaldo phía Bồ Đào Nha mang lại vẫn khiến những người hâm mộ cuồng nhiệt của trái bóng tròn cố gắng sở hữu tấm vé vào sân để được chứng kiến những màn trình diễn siêu hạng của CR7. Sự hấp dẫn của trận đấu này đã được đẩy lên cao tới đỉnh điểm sau những phát ngôn của anh trong buổi trả lời phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, khiến Cristiano Ronaldo bị đuổi khỏi Manchester United vài ngày trước khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana diễn ra. Theo kế hoạch, Cristiano Ronaldo là người sẽ cùng huấn luyện viên Fernando Santos tham gia họp báo trước trận, nhưng khi sự việc giữa anh và Man United vỡ lở, vị chiến lược gia người Bồ đã để lại anh ở phòng thay đồ để giúp anh tránh những câu hỏi gây khó chịu và tập trung vào trận đấu. Ông Santos hiểu được đây là trận đấu cực kỳ quan trọng của siêu sao 37 tuổi này. Ronaldo cần trận đấu này để tỏa sáng, còn với người dân Bồ Đào Nha, họ cần anh để giúp Seleção châu Âu vô địch World Cup năm nay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào siêu sao Cristiano Ronaldo khi anh bước ra khỏi đường hầm. Từ bước đi, cử chỉ, hành động đều được camera bắt trọn từng khoảnh khắc. Cũng dễ hiểu thôi, bởi đó chính là Ronaldo mà, ai lại không muốn được theo dõi anh chứ. Vài phút sau đó, Ronaldo đã khóc như đứa trẻ khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông chinh chiến qua 5 kỳ World Cup, bao phủ biết bao danh hiệu cao quý cũng như nhọc nhằn. Có lẽ anh khóc vì đây là lần cuối cùng mà bản thân có thể được cống hiến cho đất nước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hoặc cũng có thể đây là giọt nước mắt của hạnh phúc khi chứng kiến tất cả các fan hâm mộ vẫn cổ vũ, vẫn gọi tên anh trên khán đài sau nhiều biến cố thời gian qua. Tuy nhiên, đây không phải là những giọt nước mắt duy nhất trên đôi mi của siêu sao 37 tuổi. Chúng ta lại được chứng kiến nó một lần nữa. Lần này có lẽ là giọt nước mắt của hạnh phúc khi giúp Bồ Đào Nha lập chiến công. Sau cú đánh gót vô cùng tinh tế của Charles Felix, Cristiano Ronaldo từ cánh phải lao tới đón nhận đường chuyền. Một cú tắc không trúng bóng của hậu vệ Salisu phía Ghana. Ronaldo ngã xuống, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm tròn ở khu vực 16m50. Đây rồi, thời khắc lịch sử đã vẫy tay với siêu sao 37 tuổi. Khi chính anh không phải ai khác, sẽ là người đứng lên thực hiện trọng trách nặng nề này. Ronaldo nhẹ nhàng đặt trái bóng xuống, tay chống nạnh, mặt ngước lên trời cùng đôi mắt nhắm tịt lại và chiếc miệng thở ra nhiều không khí nhất có thể. Có lẽ đây là quả phạt đền căng thẳng nhất trong cuộc đời của anh. Anh buộc phải thực hiện thành công, nếu nó thất bại thì sao? Không ai mong viễn cảnh ấy xảy ra cả. May mắn thay, nó đã thành công, một cú sút ghim vào bên trái không thành. Mặc cho thủ thành, Atizigi đã đổ người đúng hướng. Số 1 trên bảng điện tử vẫn hiện lên dưới logo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh chạy ngay ra góc khán đài, vẫn là kiểu ăn mừng siêu vô cùng quen thuộc của Ronaldo. Nó cũng trở nên ý nghĩa hơn khi hình ảnh anh ăn mừng lại song hành cùng hình ảnh của Messi phía sau đó. Một sự nhẹ nhõm, một chút giải tỏa, cũng như một chút sự tự hào của Cristiano Ronaldo khi anh đã giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước. Có lẽ là một sự sắp đặt có chủ đích của Thượng Đế khi để Messi chứng kiến màn ăn mừng của Ronaldo. Nhưng không sao cả, đó là khoảnh khắc của lịch sử. Đó là khoảnh khắc đã giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup, ghi bàn ở 5 kỳ đại hội bóng đá liên tiếp. Một cột mốc mà có lẽ nhiều năm nữa chúng ta mới có thể thấy nó bị sô đổ. Và điều được người ta nhắc đến nhiều chính là dáng vẻ của CR7 sau khi thực hiện cú penalty ngày hôm qua. Đó là một gương mặt căng thẳng hơn thường lệ, với đôi mắt nhắm chặt cùng nhịp thở sâu trước khi hắt ra một cách đầy nặng nề. Bạn cũng không thường xuyên được chứng kiến hình ảnh CR7 hôn lên quả bóng trước khi thực hiện cú sút phạt đền. Anh vốn rất tự tin, nhưng trong khoảnh khắc đó sự tự tin ấy có vẻ bay biến đi đâu mất rồi. Anh đành coi quả bóng như một người bạn, để thì thầm với nó rằng hãy thật ngoan và nghe theo lời đôi chân của anh. Kỳ World Cup cuối của Ronaldo và một quả penalty, điều này có sự tương đồng với kỳ World Cup đầu tiên anh tham dự cách đây 16 năm. Bàn thắng đầu tiên của CR7 tại World Cup, trùng hợp thay, cũng là một cú sút trên chấm trắng. Đó là thời CR chưa có 7 mà mới chỉ là 17. Một Ronaldo trẻ trung hơn, kiêu ngạo hơn nhưng cũng tự tin hơn. Trước quả đá phạt đền với đội tuyển Iran, anh không biểu lộ sự căng thẳng như thế. Thay vì hôn bóng hay thở hắt ra, Ronaldo chỉ đơn giản là kéo chiếc tất của mình lên cao, rồi ngắm bắn và đưa bóng vào một góc không thể cản phá. 16 năm trôi qua có nhiều thứ đã thay đổi. Sự tự tin của anh, áp lực có thể đã khiến Ronaldo làm những hành động chưa từng làm. Chỉ có điều không thể thay đổi, đó là sự chính xác của những quả penalty này. Khi nhắc tới Ronaldo, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một cầu thủ đầy cá tính, kiêu ngạo nhưng không kém phần tài giỏi. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng đằng sau một cầu thủ được xem là khá mạnh mẽ ấy lại là một con người giàu tình cảm và rất hay mau nước mắt. Các chị và mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc.
Thậm chí ngay cả khi máy bay vừa cất cánh, tôi vẫn nghĩ gia đình mình đang khóc. Thế là tôi lại khóc. Ronaldo từng tâm sự về giây phút anh chia tay gia đình để đến với lò đào tạo Sporting Lisbon. Cậu bé Ronaldo 12 tuổi đã không thể kìm được nước mắt khi rời xa vòng tay của gia đình, xa hòn đảo Madeira thân yêu để đến với thủ đô Lisbon xa lạ. Người ta nói giọt nước mắt khi ấy của Ronaldo đơn thuần chỉ là giọt nước mắt của sự ngây ngô tuổi mới lớn. Nhưng chính những giọt nước mắt ấy đưa Ronaldo trở nên phi thường. Euro 2004 chính là giải đấu quốc tế đầu tiên mà siêu sao người Bồ tham gia. Ronaldo cùng Rui Costa, Deco là những nhân tố chính đưa Bồ Đào Nha tới trận chung kết cuối cùng. Nhưng đây cũng là nơi chứng kiến Ronaldo rơi những giọt nước mắt cay đắng đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao của anh. Bồ Đào Nha thất bại trong trận chung kết với Hy Lạp ngay trên sân nhà và không ai quên được hình ảnh Ronaldo bật khóc như một đứa trẻ với hai khóe mắt đỏ hoe. Ronaldo khóc vì anh không tin đội bóng của mình lại thua Hy Lạp. Bởi vì chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời và chơi một mùa giải ấn tượng. Chúng tôi không đáng phải nhận thất bại thế này. Nhưng bây giờ tôi phải tiến lên, tôi phải nhìn về phía trước. Ronaldo tiếp tục cuộc viễn chinh của mình ở các giải đấu lớn khác từ Euro cho tới World Cup. Cứ đi tới đâu là siêu sao người Bồ lại càn quét bảng xếp hạng vô phá lưới tới ấy. Đó cũng chính là khả năng bản lĩnh của Ronaldo được rèn giũa một cách sắt đá nhất. Nhưng trong thể xác cứng cỏi ấy, tâm hồn mau nước mắt vẫn còn đó trong trái tim của Ronaldo. World Cup 2006 là kỳ đại hội thế giới đầu tiên mà Cristiano Ronaldo tham gia. Bản thân anh góp công với một bàn thắng vào lưới Iran trong chiến thắng 2-0. Qua đó giúp CDSAO châu Âu chắc suất có tấm vé đầu tiên tiến tới vòng knockout World Cup năm ấy. Tới năm 2010, Ronaldo góp công trong chiến thắng hủy diệt 7-0 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Qua đó cũng giúp CDSAO châu Âu đi tiếp với vị trí nhì bảng G. Bước vào World Cup 2014, Ronaldo tiếp tục duy trì chuỗi ghi bàn ấn tượng của mình với một bàn thắng vào lưới đội tuyển Ghana. Đó cũng là tất cả những gì mà Bồ Đào Nha có thể làm, bởi sau chiến thắng ấy, họ cũng bị loại bởi hiệu số kém hơn so với đội đứng thứ hai. Và trở lại World Cup 2018, Ronaldo thể hiện phong độ hủy diệt khi anh xuất sắc giúp Bồ Đào Nha cầm hòa Tây Ban Nha bằng cú hat-trick trước khi có tiếp cho mình một bàn thắng vào lưới Maroc. Qua đó giúp CDSAO châu Âu có tấm vé thứ hai tới vòng knockout. Tuy nhiên nếu nhắc tới những giọt nước mắt huy hoàng thì Euro 2016 là giải đấu mà Ronaldo chính thức được đưa lên trở thành một huyền thoại. Phút thứ 12 trận chung kết với đội tuyển Pháp, Ronaldo lăn lộn trên sân sau pha vào bóng của Payet. Anh rời sân đầy đau đớn, nhưng rồi cố gắng để quay trở lại thi đấu cùng đồng đội. Nhưng hôm đó không phải là ngày của anh. Phút 25, Ronaldo phải kết thúc trận chung kết của anh ở đây, vì đầu gối anh đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Khoảnh khắc ấy, Ronaldo lại khóc. Ronaldo khóc vì đau, rất có thể vì sau trận đấu anh bị chẩn đoán chấn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu tới 5 tháng. Nhưng nỗi đau thể xác không thể so với nỗi đau tinh thần mà Ronaldo phải gánh chịu. Trận đấu chung kết của anh kết thúc khi nó vừa mới diễn ra và Ronaldo cũng chỉ kịp chạm bóng vài lần. Có lẽ anh khóc vì biết rằng mình không thể tiếp tục được thi đấu, được cống hiến cho đất nước nữa. Ronaldo khóc vì từ giây phút đó, anh biết mình phải bỏ lại các đồng đội chiến đấu với một đội tuyển Pháp hùng mạnh trên sân nhà. Anh khóc vì đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách một người đội trưởng. Có lẽ trong những giây phút ấy, giọt nước mắt của năm 2004 lại trở lại với Ronaldo, những ám ảnh của thất bại trước khi Hy Lạp lại hiện hữu. Khiến Ronaldo dù lúc ấy đã 31, dù đã trưởng thành sau bao sóng gió, vẫn không kìm được mình mà bật khóc như khi anh mới 19 tuổi. Và một lần nữa Ronaldo lại khóc, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Bồ Đào Nha thắng Pháp tại Stade de France để xưng vương tại Euro. Trên sân các đồng đội của Ronaldo ăn mừng, có người khóc, nhưng chắc chắn cảm xúc không thể đong đầy như những giọt nước mắt của người đội trưởng. Anh nằm vật xuống sân khóc rưng rức như cái cách anh đã thể hiện cảm xúc tại Moscow mùa hè 2008. Đó là giọt nước mắt của niềm vui sướng tột cùng bởi sau bao đau đớn, Ronaldo đã vươn tới đỉnh cao của chính anh. Tại kỳ World Cup được xem là cuối cùng trong sự nghiệp của bản thân, chúng ta lại một lần chứng kiến những giọt nước mắt của Ronaldo. Giọt nước mắt ẩn ý nhiều ý nghĩa sâu sắc và cảm thông. Hình ảnh một Cristiano Ronaldo với rất nhiều sự phi thường trong ngày trận đấu đầu tiên của mình. Đây chắc chắn là động lực rất lớn giúp anh có thể bước tiếp và tìm kiếm vinh quang cuối cùng tại ngày hội bóng đá lớn nhất năm nay. World Cup dành cho Ronaldo và Bồ Đào Nha. Có thể chứ? Hãy cùng chờ xem. Xin chào các bạn, vào lúc này các bạn đã có thể pre-order tập 2 của Bí ẩn Ozone và sẽ có một món quà rất đặc biệt, đó là lịch thi đấu của World Cup 2022 được design theo phong cách của Bí ẩn Ozone. Hy vọng rằng là các bạn sẽ nhận được những món quà đó cùng với chữ ký của cá nhân tôi và một lời chúc của biệt điểm viên Anh Quân với những tâm trạng tuyệt vời nhất để hướng tới World Cup. Hãy pre-order ngay lập tức trên link mà các bạn nhìn thấy ở dưới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Bí ẩn Ozone.